Sài Gòn kẹt xe nha mọi người. Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, ta đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi. Chứ thôi anh đó. Anh đâu bao giờ ngồi trước đâu, anh ngồi sau mà. Ôi hả? Nghĩ sao vậy? Tại tao không biết đâu. Ai mà ngồi sau? Ai mà xe này là không có ai ngồi trước hết đó, chỉ có một mình thằng muối thôi. Ngồi trước thôi. Tại sao? Hả? Tại sao? Ghế đằng sau, ghế chủ tịch thì tao ngồi, tao ngồi trước trời. Còn tao ngồi sau tao mắc ói. Thiệt á. Thiệt là tao tới bệnh viện chắc tao khờ luôn á. Kẹo nè, ngậm kẹo đi. Thôi, đừng nó mắc ói. Bà ngậm kẹo lên nó đỡ. Thôi, tao sợ mắc ói tiếp nữa. Tao thích hết, bà ngậm kẹo lên nó đỡ. Tôi cố gắng kiềm chế lắm đó không? Cho nên nhường lên tới cổ thôi. Cái mùi dầu không nhịp vào nữa. Hôm lên máy bay cũng vậy. Má nó xích cái dầu. Mùi dầu trời nó hôi. Mà tao nói tao mắc ói gần chết. Ủa mà anh tới bệnh viện làm gì? Thăm muối hay thăm em hả? Anh taxi nó dễ thương ha. Ủa đi đâu vậy? Nó hỏi chị vậy. Chị đừng cái nóng lá lên á. Nó hỏi chị đi đâu vậy? Đấy. Muối ăn rồi tét. Tết bê á. Ừ. Trời, tao nhớ Sài Gòn một thời. Thời đó tao ở Sài Gòn, tao ở lâu, thiệt là lâu. Ở quận mấy? Ở quận Nhất có. Tân Bình là nhiều. Bầu Cát là số 1 luôn á. Bầu Cát khu Tân Bình á hả? Ừ, trời, Bầu Cát. Bà làm gì đó? Trời ơi, Bầu Cát là khu mà bọn tao mà kỷ niệm nhiều nhất, yêu đương bạn bè chi nấy là gì cháu tao là ủa chứ. Ở bên đó là khu Bầu Cát là khu hoạt động của bọn tao luôn. Sau này khi mà tao có bầu Tina rồi tao về, rồi về tới bây giờ luôn á, dễ sợ lâu. Không phải là chị không có tiền vô, nhưng mà tao thương tin khi ra đẻ Tina đó, tao thương nó quá, nó dễ thương mà, nó dễ thương lắm. Tao không dám gửi nó cho ai đó, tao cứ ôm riết cái ôm riết trên tay cho đến bây giờ luôn á. Bây giờ nó nói vậy nè, mẹ đi con không sao đâu, con lớn rồi chứ mẹ, mai mốt con lên đại học rồi, hoặc là con đi xa mẹ chết hả, nó nói vậy đó, mẹ đi. Và nó thấy tao cứ con nó nói mẹ mua quần áo cho mẹ mặc đi mẹ, nó không, giờ mẹ già rồi, mẹ không cần gì hết, mẹ mệt mỏi lắm, mẹ giờ mẹ chỉ mong cho con lớn, mẹ con học rồi con có gia, con ra trường, con có việc làm, con có gia đình ổn định. Ba nó ở đâu? Ba nói là người Sóc Trăng, hình như là ở Sài Gòn này, đang ở Sài Gòn này chứ hình gì nữa. À, đấy là đi vô để kiếm ảnh hay gì? Ồ, không có, chị không có tình cảm, chị thương con thôi. Giờ